Trong suốt những tháng năm cơ cực, khi đất nước chìm trong bóng tối của biết nô lệ, bị chèn ép và bóc lột, phụ nữ Việt Nam một lòng nung nấu và mơ ước cùng lên chiếc xiềng xích của quân thù, đi theo ánh sáng của Đảng, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc như một chân lý sáng ngời, như ngọn lửa hồng rực cháy mãi trong tim. Chiến tranh đã qua đi nhưng những trang sử hào hùng của dân tộc vẫn còn vang mãi. Phát huy truyền thống đó, phụ nữ Lộc Sơn hôm nay luôn ra sức học tập, lao động, sáng tạo, góp phần tô thắm phẩm chất người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Tham gia hội thi dân vũ thể thao năm 2023 bằng những vũ điệu khỏe khoắn, trẻ trung, hiện đại, qua liên khúc Tổ quốc gọi tên mình và nổi lửa lên em. Kính mời toàn thể hội thi cùng đón xem. Sau cuộc chiến, nơi xa vui vẻ.
vâng, xin được cảm ơn